Chào mọi người, mình là Trang đây. Đã rất lâu rồi mình không quay trở lại cái chủ đề du học này, bởi vì mình cũng khá bận rồi, mình cũng lười nữa. Nói chung bận là cái lý do cho cái biện minh cho việc mình lười thôi. Và trong video lần này thì mình sẽ giải đáp một số thắc mắc của nhiều bạn về ngành học của mình cũng như là những cái môn mà mình học trong cao học hiện tại nhá. Mình hy vọng là những cái thông tin trong video lần này có thể giúp ích cho các bạn trong việc chọn ngành, chọn trường cũng như là tìm hiểu xem là trong khoa của mình có gì nhỉ. Thực ra thì hôm nay mình mới đi quay radio cùng cộng về và mình mới làm bài tập xong nên là mình quyết định quay luôn để cho có khí thế và bắt đầu thôi. Và mình phải xin lỗi mọi người một điều trước khi xem video là bởi vì mình không có thời gian chuẩn bị kịch bản trước. Thế nên là những cái nội dung mà mình nói tới đây á thì mình chỉ nghĩ câu hỏi lớn và nói luôn thôi. Nên là nếu mà nó có một chút rối rắm hay là không được edit hoàn hảo lắm thì mong mọi người thông cảm cho mình nha. Hy vọng mọi người sẽ có một thời gian xem video vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người. Đầu tiên đó chính là những hiểu lầm về ngành học của mình. Thì câu hỏi mà mình được nhận nhiều nhất lại chính là câu hỏi là liệu apply trái ngành thì có tỷ lệ đỗ hay không? Mình chính là ví dụ tiêu biểu cho việc học trái ngành đây. Hiện tại thì mình đang học trái ngành ở trường Codeo. Và nếu như các bạn hỏi là liệu học trái ngành và học đúng chuyên ngành thì có gì khác nhau hay có gì giống nhau thì một lát nữa mình sẽ nói tiếp trong phần học nha, trong phần những môn học nha. Câu hỏi thứ hai thì mình gọi là từ khóa đi, những cái từ khóa mà mình đã nghĩ về cái khoa của mình học trước khi mình học tại đây, đó chính là dựng video này, xây dựng kịch bản này, làm quảng cáo này, PR các thứ, nói chung là vân vân và mây mây. Nói chung những cái hoạt động mà thiên về hoạt động ấy, có nghĩa là bạn sẽ trực tiếp trong làm cái quá trình sản xuất những cái content đó. Nhưng mà không phải mọi người ạ, cao học thì bọn mình sẽ học tập trung vào lý thuyết này và nghiên cứu. Chính vì vậy thì mình sẽ phải đọc luận văn nhiều hơn, cũng như là tìm những cái gọi là cái chìa khóa, những cái lý thuyết được ẩn giấu trong những cái sự kiện, những cái việc mà đời sống hàng ngày mình tưởng là hiển nhiên nhưng mà nó lại có tác dụng và cái ảnh hưởng nhiều đến những mọi người xung quanh cũng như là chính bản thân của mình ý. Với lại cái việc học cao học ý, thì hơn là việc học thì mình sẽ gọi là làm nghiên cứu. Mình sẽ phải liên tục suy nghĩ cũng như là tìm những cái chủ đề để mình có thể viết. Nhỏ nhất thì là bài giữa kỳ này, bài cuối kỳ. Rồi to to hơn một chút đó chính là mình sẽ viết báo. Không phải là viết để đăng báo đâu mà là kiểu một cái bài báo khoa học nhỏ nhỏ thì để cho mọi người sử dụng vào những cái bài nghiên cứu như là trích dẫn nguồn ấy. Rồi cái mục đích lớn nhất đó chính là viết luận văn để ra trường. Từ học kỳ 1 đến bây giờ thì tất cả những cái môn mình học đều phải viết một cái luận văn nho nhỏ. Nói là luận văn thì hơi to quá, nhưng mà kiểu cái bài luận nho nhỏ để chấm điểm cuối kỳ á. Khi mà mình xem phim ấy, có những cái bộ phim mà được giải phim này, hoặc là những cái quảng cáo mà nó ảnh hưởng tác động đến mình, đến cái việc mà mình mua sắm, thì những cái nội dung ẩn chứa trong cái việc đó chính là cái điều mà bọn mình đang phải nghiên cứu trong quá trình học cao học như vậy. Cái việc học cao học mình nghĩ, bản thân mình nghĩ nó giống như cái việc mà vạch lá tìm sâu, có nghĩa là bạn sẽ xem lại, kiểm tra lại những cái luận văn trước đó, xem trong những cái luận văn của họ còn thiếu sót những cái gì hay những cái gì mà bạn cảm thấy là nó cần phải bổ sung, thì bạn sẽ đi vào những cái đó để có thể viết thêm một cái luận văn nào đó dựa trên cái luận văn đã có sẵn, dựa trên những thứ đã có sẵn. Tất nhiên là một cái mảnh đất mà không ai đi mà bạn đi thì nó cũng sẽ thành đường. Tuy nhiên dựa trên những cái luận văn mà đã có sẵn rồi viết thì nó sẽ có nhiều bằng chứng cũng như là thuận tiện hơn cho việc bạn nghiên cứu. Hiện tại nghe mình nói thì khá mông lung nhỉ? Nhưng mà
nếu mà học rồi thì còn thấy mông lung hơn. Thôi mình đùa vậy thôi. Thực ra nếu mà bạn học rồi thì mình nghĩ là, thực ra là như mình nói là mình đang học khoa truyền thông ấy, nhưng mà những cái của mình thì chủ đề rất là đa dạng luôn, từ chính trị này, rồi từ tiêu dùng, kinh tế, rồi phim ảnh, các thứ, nói chung là rất là đa dạng. Những cái gọi là chất liệu, những cái chất liệu để tạo nên một cái bài luận văn hoàn hảo thì là do bạn. Chính vì vậy bạn chỉ cần tìm chất liệu hoàn hảo cũng như là kiểm tra được những cái gì đã có sẵn, rồi đi tìm giáo sư để xin được viết bài thôi. Nếu mà giáo sư ok thì bạn sẽ được viết luận văn thôi, viết báo hoặc là viết luận văn. Nói chung tất cả cái đấy đều là tùy vào bạn, và không phải cứng nhắc là cái này nhất định phải là truyền thông. Tất nhiên là nó nếu liên quan đến truyền thông được thì rất là tốt, đúng không? Nhưng mà mình có thể làm những cái chủ đề đa dạng, đấy là cái điều mà mình muốn nói. Rồi tiếp theo đó chính là cao học là gì? Cao học thì học gì? Đó là câu hỏi mà mình nhận được rất nhiều cho đến tận thời điểm bây giờ. Ban đầu thì mình có đề cập đến việc học trái ngành và học đúng ngành thì nó có gì khác nhau. Thì ví dụ như là mình đang học trái ngành và một số bạn trong khoa mình cũng đang học trái ngành, thì bọn mình sẽ phải học thêm hai môn đại học. Có nghĩa là hai môn đấy sẽ học cùng các sinh viên đại học, và trong một trong hai môn đấy sẽ là môn cơ bản để là tiền đề cho những cái môn tiếp theo. Thì hai môn này trong cái kỳ đầu tiên bạn phải chọn cùng với lại giáo viên chỉ định của mình và đăng ký với thầy đó. Của mình thì mình đã đăng ký luôn hai môn rồi, và sau đó thì bởi vì cái lịch học của mình bị trùng ấy nên mình xin được đổi cái thứ tự học hai môn đó. Hai môn đó thì bạn có thể chọn bất kỳ hai môn nào nếu mà giáo sư của bạn dễ, mình nghĩ vậy. Bởi vì giống như là bọn mình kỳ 1 bọn mình đăng ký là như thế này này, rồi kỳ 2 mà gặp lại giáo viên ý, mình có thể xin đăng ký sang môn khác. Mình chỉ cần xin lại cái giấy đồng ý của giáo viên thôi. Nói chung là cái đấy nó không khó khăn gì. Bạn chỉ cần xem là bạn quan tâm đến cái lĩnh vực nào, rồi mình chọn môn học ở đại học thôi. Và cái điểm ở môn đại học thì sẽ không tính vào GPA, nên là bạn có thể học thoải mái mà không cần phải lo lắng gì nha. Nếu mà mọi người học đúng ngành thì mỗi kỳ chỉ được đăng ký tối đa là 3 môn thôi. Còn nếu mà học trái ngành như mình thì sẽ có 2 kỳ bạn phải học 4 môn. Và thực ra nếu mà nói là nặng thì cũng nặng thật. Nhưng mà những cái môn ở đại học thì không tính GPA ấy, nên mình học cũng thoải mái hơn. Còn những cái môn ở cao học thì các thầy cũng không quá là khắt khe đâu, bởi vì nó dựa trên cái sự sáng tạo ấy. Sẽ phải viết luận văn, rồi sẽ không đánh giá là không thể được hay là sai. Các thầy khoa mình luôn nói là không có cái gì là sai hoàn toàn, mà chỉ là suy nghĩ của chúng ta khác nhau thôi. Đó nên là mình cũng muốn nói cái điều này với mọi người. Thì kỳ 1 mình có học 4 môn, trong đó một môn là giao tiếp liên văn hóa và Hàn lưu. Môn thứ 2 đó chính là lịch sử và lý luận nghiên cứu. Môn thứ 3 đó chính là hiểu biết và ứng dụng dữ liệu lớn. Và môn chỉ định của mình đó chính là lý thuyết truyền hình. Các cái môn này thì cuối kỳ đều nộp bài luận hết thôi. Và trong cái quá trình học ấy, lúc nào bạn cũng phải đưa ra cái ý tưởng. Nếu giáo sư ok la về cái ý tưởng của bạn thì giáo sư sẽ liên lạc với bạn để viết báo luôn. Còn không thì mình cứ phải chủ động tìm chất liệu rồi gặp thầy để có thể viết bài được. Đó, còn kỳ 2 á, cái hôm mà ngày đăng ký học mình nghĩ là mình bị dư thừa năng lượng quá nhiều, nên là mình đăng ký thêm cả một môn, đó chính là giáo trình, xây dựng giáo trình giáo dục tiếng Anh. Và môn này học bằng tiếng Anh luôn, học cùng với lại một cô người Mỹ hay là người Anh gì đó. Đó, cái môn này thì không hẳn là môn, mà nó giống như là một cái chương trình đào tạo để cấp chứng chỉ á. Ở trường mình, ở Korea thì thỉnh thoảng họ sẽ có một số cái chương trình đào tạo và giáo dục để có thể cấp chứng chỉ cho học viên và sinh viên, để mình có thể thu thập được nhiều chứng chỉ hơn ấy. Mọi người cũng biết là trong xã hội Hàn Quốc thì mọi người hay có rất là nhiều cái chứng chỉ. Nói chung là nếu mà nói chuyện với lại những người bạn Hàn Quốc thì bạn có thể thấy là có vô vàn các cái loại chứng chỉ, và có rất là nhiều loại mà bạn chỉ cần đăng ký
học đủ tiết, nghe đủ bài ở qua mạng là bạn có thể cấp chứng chỉ rồi. Ví dụ như là tư vấn tâm lý này, hay là những cái ví dụ như là giáo dục đào tạo. Nói chung là có những rất là nhiều những thứ mà bạn không thể nghĩ ra, và ở Hàn Quốc thì họ lại nghĩ ra. Lúc đó thì cái lớp này thực ra lớp đấy mở free, nên là mình cũng ham, mình cũng đăng ký thôi, chứ không phải là lửa học của mình bùng cháy, hay là mình có nhiệt huyết gì về học tập hay là nó quá là chăm chỉ gì đâu mọi người ạ. Trong kỳ này thì mình có học lớp nhập môn truyền thông này. Môn này thì đáng ra phải học vào kỳ trước, nhưng mà như mình đã nói, mình xin được đổi. Nhưng mà đổi xong thì đến kỳ này thầy lại bảo là bây giờ sinh viên kỳ 2 rồi, nên là chỉ cần nộp bài vào, làm bài kiểm tra giữa kỳ và bài kiểm tra cuối kỳ thôi. Không nhất thiết là phải tiết nào cũng nghe qua Zoom. Bọn mình vẫn học qua Zoom thôi, bởi vì dịch bệnh ý. Và cái môn này thì thầy cũng cho cái bài giảng video, và trên lớp thực ra chỉ để chia nhóm và thảo luận cũng như là biện luận về những cái quan điểm cá nhân, nên là khi nào mình cần xem lại thì mình vẫn có thể xem video. Môn tiếp theo của mình học kỳ này đó là lý thuyết về giao tiếp, môn rồi môn hội thảo về truyền thông trực quan, môn thứ 3 là phương pháp luận nghiên cứu định lượng truyền thông. Đó, thực ra thì bản chất của các môn mình nghĩ là khá giống nhau. Khoa mình có cái đặc điểm hay đó là mỗi kỳ các thầy sẽ đặt tên lại môn của mình để nghe cho nó mới lạ vui vui ấy. Môn hội thảo về truyền thông trực quan thì sẽ học về các yếu tố trong phim ảnh hưởng tới tâm lý của người xem này, rồi những cái thông điệp mà ẩn chứa trong phim. Thì ở kỳ 1 mình có học cái môn là lịch sử và lý luận nghiên cứu văn hóa, thì cũng là thầy này. Và những gì học, cái cách mà học ở kỳ 1 và cái cách học ở kỳ 2 ấy, nó cũng giống nhau, đó chính là bọn mình sẽ xem phim, rồi thầy cho những cái đoạn phim hay những cái đoạn video và bọn mình sẽ xem, và những cái tài liệu đọc những cái tài liệu đấy xong thì sẽ trao đổi về, đặt câu hỏi cho thầy ấy. Cái môn nghiên cứu định lượng kỳ này ấy, thì mình phải công nhận là giáo sư dạy siêu hay, nhưng mà thầy cái yêu cầu về chất lượng của bài tập thì siêu khó ấy. Nói chung là thầy sẽ nhìn xem là bài này có thể viết báo được không, hay cái bài này không thể viết báo được, thì thầy chỉ cần nhìn qua một phát là biết thôi. Mình cũng nghe thấy là thầy siêu khó rồi, nhưng mình nghĩ là nên đăng ký học để có thể học được cái gì mà tốt cho bản thân mình. Cũng như là đăng ký cái lớp này ấy, thầy có thể dạy về cái phương pháp nghiên cứu định lượng rất là chi tiết, cũng như là giải đáp những cái hiểu lầm hay những cái suy nghĩ sai về nghiên cứu định lượng. Các môn còn lại thì mình không thấy có gì là nổi bật lắm, kiểu nó cũng xem giống như các môn trong kỳ trước. Đó, nói chung là như mình đã nói rồi, không phải là nó tách biệt các môn ra mà các môn liên kết với nhau, và chỉ là trong cái quá trình học những cái đấy, học nhiều cái kiểu style của giáo sư khác nhau, thì mình có thể suy nghĩ ra cách viết luận văn, hay là tìm ra xem là ai sẽ là giáo sư chỉ dẫn mà hợp với lại cái mong muốn cũng như là cái lĩnh vực mà mình quan tâm. Sang phần thứ 3, đó chính là chương trình học nặng không. Mình nghĩ là tùy vào từng thời điểm, ví dụ như bọn mình học cấp 1, bọn mình học cấp 2, bọn mình học cấp 3, thì tương ứng với lại cái tuổi đời cũng như là cái trải nghiệm về cuộc sống, cũng như là cái suy nghĩ cái thời điểm đó, thì nó sẽ khó đúng không? Mình không thể cấp 2, không thể nhìn lại cấp 1 và nói là ôi nó siêu dễ, không thể nói vậy được đúng không? Nên là mình thấy khó mà. Trời ơi, trong khoa mình toàn là quái vật khủng long thôi ấy. Mọi người nói là nếu mà không phải dịch bệnh này thì cái phòng tự học ở khoa mình sẽ không bao giờ vắng người. Và có khi trong cái kỳ thi á, mọi người còn ngủ lại ở đấy để tiết kiệm thời gian đi lại cơ mọi người ạ. Thế nên là mình ít khi lên phòng học đấy lắm. Chỉ cần lên trường mình thì thấy ấy, đợt vừa rồi thì dịch cũng đỡ, thế là nhiều cái lớp học off hơn, thì nhìn mọi người đi học, rồi nhìn cái nhiệt học đấy thôi mà mình đã thấy nó phừng phừng rồi. Tiếp theo đó chính là
làm thế nào để học ở đây thì mình cũng không biết phải nói là làm thế nào để học ở đây cả. Thì mình là sinh viên khoa tiếng Hàn, 4 năm mình học tiếng Hàn xong mình cũng không sử dụng tiếng Anh. Và trước đây mà 12 năm học tiếng Anh, được ra nếu mà sau 12 năm học tiếng Anh và 4 năm học tiếng Hàn thì mình chắc chắn là 4 năm học tiếng Hàn của mình nó kiểu như là nó phát triển được toàn bộ ý, nghe nói đọc viết luôn. Nên là mình không hề tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình. Ở đây sẽ có môn bạn được học bằng tiếng Hàn cũng như là có môn bạn được học bằng tiếng Anh. Thì mình kỳ trước mình cũng đăng ký 2 môn học tiếng Anh và kỳ này đáng nhẽ mình đăng ký 3 môn học tiếng Anh cơ. Nhưng mà một môn nên thầy thấy nhiều người Hàn cũng như là mọi người biết nói tiếng Hàn, thế là thầy nói luôn tiếng Hàn. Cái môn tiếng Anh nữa đó chính là cái môn mà về lớp xem phim ý, phương tiện trực quan đấy, với cái lớp EMI là chính là lớp mà xây dựng giáo trình tiếng Anh, giáo trình giáo dục tiếng Anh. Bạn nào giỏi cả hai ngôn ngữ thì càng tốt, giỏi cả tiếng Hàn và tiếng Anh. Và nếu mọi người giỏi tiếng Anh vượt trội hẳn ấy thì cũng khá là ok la, bởi vì trong khoa mình có rất là nhiều cái lớp giảng bằng tiếng Anh. Nhưng mà mình không biết là nếu không có topic tiếng Hàn ấy thì có thể vào được trường mình không, bởi vì khi mà mình apply quỹ học bổng của mình thì bọn mình đã có topic rồi. Có một số trường trong trực thuộc của Korea thì sẽ không yêu cầu topic vì mọi người vẫn học bằng tiếng Anh bình thường mà, nên là mọi người có thể xem cái thông tin đấy ở trên trang web tương ứng với lại cái trường mà mọi người quan tâm nha. Một số câu hỏi với mình đó chính là nếu mà được topic 6 ấy, thì có thể có kiểu được ưu ái hay là được cái tỷ lệ đỗ nó có cao không ấy. Thì mình thấy dạo này topic 6 ở Việt Nam mình rất là nhiều, và bên Hàn các bạn đấy học tiếng ở đây cũng rất là giỏi. Cái người apply cùng bạn ấy thì họ cũng sẽ có kiểu IELTS, TOEFL, TOEIC hay là TOEIC, nói chung là rất nhiều. Và khi mà bạn đến đây học thì không chỉ học với người Việt Nam thì sẽ có, hoặc không, nhà bạn có thể học với những cái bạn ở quốc tế này, những cái bạn mà sinh ra và lớn lên ở những nước nói tiếng Anh, rồi những người Hàn nữa. Nói chung là học mà không có cái sự phân biệt nào, nên là mọi người hãy cố gắng vừa học cả tiếng Anh và vừa cả học cả tiếng Hàn nha. Quay lại việc nói về phòng học đi, thì đầu kỳ 1 cũng mang sách vở lên trên cái phòng tự học đấy. Mình lên được vài buổi thì mình không lên nữa, bởi vì cá nhân mình là một cái đứa mà thích học ở nhà. Và mình thấy kiểu rất là thoải mái, không cần phải tạo áp lực cái môi trường xung quanh mà mình vẫn có thể học ở nhà được. Nên là sau đấy thì mình học ở ký túc xá thôi. Với lại kỳ 1 ấy, ký túc xá của mình có tận 3 người cơ. Thế là hai chị đấy cũng học và mình cũng học, thế nên là mình cảm thấy kiểu rất là ok la. Mọi người sẽ hỏi là nếu không giỏi tiếng Anh thì làm sao có thể nghe được những cái lớp giảng đấy. Thực ra kỳ 1 ấy mình như một đứa điếc luôn. Trong lớp mặc dù á thầy nói cái chorus là một sư này, thư này, phư này, đấy cái đấy. Thế là mình cũng như một con điếc luôn. Nhưng mà biết làm sao giờ, đăng ký rồi thì phải học thôi. Mình cũng nghe nhiều rồi, nghe quen cái giọng của thầy thì rồi mình cũng nghe được. Và kỳ 2 thì mình cũng đã đỡ điếc hơn rồi. Cái khả năng nói của mình vẫn còn kém, thế nên là mình xem Netflix này, hoặc là mình sẽ đọc thêm nhiều giáo trình hơn này. Các cái môn học bằng tiếng Hàn thì cái giáo trình học cũng bằng tiếng Anh, đa số là giáo trình học bằng tiếng Anh tất, chỉ trừ khi là giáo sư cho bạn cái luận văn hay là bảo bạn đọc những cái luận văn mà thầy viết ấy, hoặc là những cái bạn khác viết thì có thể là có tiếng Hàn thôi. Còn đâu đa số những cái sách ở đây đều sử dụng tiếng Anh hết. Nếu mà mọi người chuẩn bị tinh thần học khó rồi thì vào đỡ bị sốc, đỡ bị kiểu buồn hay là đỡ bị áp lực ấy. Bởi vì mình cũng đã xác định tâm lý trước là nó không hề dễ dàng. Nên là thực ra có những cái hôm mà siêu nhiều bài hay là kiểu siêu stress thì kỳ 1 mình còn thấy buồn buồn, chứ kỳ 2 thì mình làm việc kiểu vô cảm xúc thôi, kiểu cố mà gắng chạy deadline thôi. Đó. À, rồi một số lợi ích khi được học trường top đó chính là gặp rất là nhiều khách mời siêu xịn sò luôn. Vừa hôm nọ mình có cái tiết học, thực ra đấy không phải là tiết học của bọn mình, nhưng mà là tiết học
của lớp khác và giáo sư của mình xin được học cùng có chị là Chisaron, cái chị mà phiên dịch trong cái buổi ra mắt phim của phim Ký sinh trùng và Minari ấy. Chị đấy thực ra không phải là phiên dịch mà chị đấy học cái ngành về phim, liên quan tới phim, và chị đấy hay làm những, cũng viết kịch bản phim ấy. Thế nên là chị đấy có thể hiểu rõ về phim này. Rồi từ hồi bé chị đấy cũng sang Canada với gia đình và kiểu sống ở nước ngoài rồi, nên là có thể quen được văn hóa của họ. Và khi biên phiên dịch thì chị đấy dịch được cả tính chất của phim này, ý nghĩa bộ phim và cái truyền tải được cái văn hóa trong những cái bộ phim cho người nước ngoài làm thế nào để nó phù hợp với lại cái ngôn ngữ đích ý. Nên là mình thấy kiểu rất là hâm mộ, và cái điều mà mình muốn theo học khi mà học cao lên đó chính là cái việc là hơn là cái việc biên phiên dịch, mà mình có thể hiểu rõ về một cái chuyên ngành nào đó hơn, nắm bắt về cái tính chất của một cái ngành nào đó hơn, thì đó chính là mục đích của mình học cao học. Hy vọng là trong tương lai thì mình sẽ cố gắng tìm được nhiều chất liệu và mình sẽ có những cái bài viết để có thể giới thiệu mình là thạc sĩ khoa truyền thông. Đó, lan man dài dòng vậy thôi, thì mình hy vọng là những cái thông tin mà mình cung cấp cũng có thể bổ sung được một phần nào những cái mà mọi người đang muốn tìm kiếm về cái thông tin ngành học của mình, hay là về cái việc chọn học cao học nên hay không. Thì mình không khẳng định là nên hay không nên, mà tùy vào cái nhu cầu bản thân của mọi người cũng như là cái mà mọi người muốn tìm tòi. Nói chung là tất cả là phụ thuộc vào bản thân mình thôi. Nên là mình hy vọng mọi người sẽ có một số thông tin tham khảo hữu ích và đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến đây, và tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào một video tiếp theo nha. Bye bye. Nếu mà mọi người còn muốn tìm hiểu về những thông tin du học thì có thể comment để mình làm video luôn. Thực ra thì nếu mà để trả lời những cái tin nhắn ở trên Facebook thì mình không chắc là mình có thể trả lời ngay, và nó cũng khá là dài dòng ấy. Nên là mọi người có thể comment phía bên dưới và mình sẽ giải đáp nha. Bye bye.